Như quý vị cũng đã biết, hỏa hoạn luôn là mối họa lớn, để lại những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về cả người và tài sản. Đề phòng củi lửa không chỉ là câu nhắc nhở khi thời tiết hanh khô, mà ngay cả khi thời tiết có mưa, không khí trở nên mát mẻ hơn, mối họa từ giặc lửa vẫn xảy ra. Điển hình là những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh liên tục xuất hiện những cơn mưa xoa dịu thời tiết nóng bức, nhưng vào rạng sáng ngày 31 tháng 5 tại cửa hàng bán đàn violin trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh lại xảy ra một vụ hỏa hoạn bất ngờ, 4 người được giải cứu khỏi đám cháy, tuy nhiên hai nạn nhân đã tử vong sau đó. Vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng ngày 31 tháng 5, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ căn nhà ở số 16A, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3. Nhiều người dân đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành do cửa cuốn đóng kín. Lúc này trong nhà có 4 người đang ngủ, trong đó có một trẻ em. Nhận thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hồ Chí Minh lập tức điều khiển đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 đến chi viện, phối hợp cùng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận 3 cứu nạn chữa cháy. Các chiến sĩ phá cửa cuốn dập lửa giải cứu 4 nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên có 2 người đã tử vong tại bệnh viện do bỏng và ngạt khí. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.